Chào mừng quý vị, quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh đọc truyện cười DGKT Audio, phiên bản truyện cười video số 134. Khánh Toàn à, kính chúc quý vị, kính chúc khán thính giả nghe chuyện để có thêm thật nhiều những niềm vui, thêm thật nhiều những nụ cười, thêm thật nhiều những năng lượng phục vụ cho công tác, học tập và lao động. Xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong mùa dịch Covid. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu. Tại một mục kết bạn, trên một tờ báo nọ, có bài đăng như sau. Phạm Thị Quỳnh Trang, nữ, 22 tuổi, người mẫu kiêm diễn viên, tài sản 50 triệu đô la, chưa hề lập gia đình lần nào, mong muốn tìm một người chồng y như nhân vật chính Khánh Toàn trong các câu chuyện của tuyển tập Chuyện Cười trên kênh DGKT Audio. Và thưa quý vị, ngày hôm sau, cái kênh đọc truyện DGKT Audio của Khánh Toàn, cái lượt theo dõi đăng ký từ 22.000 người đã trở lên tới 1 triệu lượt theo dõi, tức là đạt nút vàng. Wow! Ước gì. Kênh đọc truyện thì nó hơi khó để đạt được. Tuy nhiên, nếu mà tất cả quý vị, quý khán thính giả yêu thương Khánh Toàn mình nghe, mình dành 1 giây, 2 giây thôi, mình ấn like cái video, ấn 1 giây đăng ký theo dõi, không biết chừng tôi còn có thể là so sánh được với bà Tân Vlog thì sao. Nói vui thôi, cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta hãy cùng túc tiệp, xin lỗi, tiếp tục. Trong giờ lịch sử, Khánh Toàn đang lim dim ngủ. Cô giáo gọi: "Em Khánh Toàn, em cho cô biết một di tích hóa thạch của nước ta." Khánh Toàn gãi đầu gãi tai, đứng dậy. Dạ thưa cô, hóa thạch lịch sử của nước ta. Dạ thưa cô, đó chính là nàng Tô Thị. Ồ, nàng Tô Thị hóa đá. Trong một tiệm ăn, người khách giật mình khi thấy số tiền ghi trong hóa đơn thanh toán. Người khách nói với anh bồi bàn: "Này anh, những 300 đô la cho cái bữa ăn ngày hôm nay cửa." "Dạ vâng thưa ông an tâm, tiệm chúng tôi không hề tính quá cho ông một xu nào đâu." "Ờ vậy à, này anh, anh có thể bảo với cả chủ quán là nể cái tình đồng nghiệp bớt cho tôi được không?" "Dạ vậy là ông là cũng chủ nhà hàng, chủ quán ăn ạ?" "À không, tôi là ăn cướp." Đồng nghiệp. Câu chuyện về Robinson. Một hôm, Robinson đến một cửa hàng bán tranh hiện đại. Toàn những loại tranh thật là cao siêu, thần bí và đắt tiền. Robinson xem mãi mà vẫn không cảm nhận được một bức tranh nào. Cuối cùng ông ta tập trung thưởng thức một bức tranh nhỏ, không đề giá. Bức tranh có hình vuông, màu trắng và có một cái chấm đen ở giữa khung kẹp bằng đồng. Nó tạo cho ông một cảm giác rất là nhẹ nhàng, thanh khiết vì cái bố cục và cái màu sắc hết sức là giản dị. Biết rằng tranh ở đây không có cái loại rẻ tiền, chần chừ một lát, ông mới hỏi người bán hàng: "Thưa anh, bức tranh này giá bao nhiêu tiền?" Người bán hàng: "Dạ thưa ông, cảm ơn ông đã hỏi về tranh. Tuy nhiên cái ông chỉ đây là cái công tắc điện mà thôi." Công tắc điện. Bác sĩ tâm thần nói với bệnh nhân: "Anh Khánh Toàn này, chúc mừng anh đã khỏi bệnh nhá." Bệnh nhân Khánh Toàn: "Dạ thưa bác sĩ, có gì đâu mà mừng ạ."
Trước đây khi còn bị bệnh thì em cứ nghĩ em là Alexander Đại Đế. Còn bây giờ thì em chỉ là một kẻ vô danh thôi. Yes. Có lý rồi nha. Có hai anh chàng nọ là bạn thân với nhau. Một ngày đẹp trời, hai người cùng rủ nhau ra ngoài biển để chơi. Họ rủ nhau ra ngoài biển chơi. Người này lay vai nói với người kia: Ê mày, mày có thấy cái tấm biển kia không? Nó đề là cứu người chết đuối được thưởng $100 đấy. Này, hay là bây giờ tao giả vờ chết đuối nhá, xong là mày cứu, mình lấy tiền thưởng $100, mình cưa hai được không? Anh bạn kia đồng ý. Lập tức anh này nhảy luôn xuống biển. Được một hồi lâu, hụt hơi sắp chết đuối mà không thấy anh bạn kia cứu, anh này hoảng quá la lên: Này, này, sao, mày không cứu tao. Anh bạn kia trên bờ: Từ từ hãng cứu, cố lấy, bởi vì cái biển nó còn ghi là nếu mà vớt được xác người chết đuối thì thưởng tận $500 cơ, cố lên. Toàn chuyện tào lao nhưng mà vui cái gì ạ. Một phụ nữ bước lên xe buýt với cái dáng vẻ thiệt là mệt mỏi. Ngay lúc đó, một người đàn ông có tuổi đang ngồi ở cái ghế gần nhất với người phụ nữ đó. Người đàn ông liền đứng dậy. Người phụ nữ liền ấn vai của ông ta để ông ta ngồi xuống. Ông ta cứ đứng dậy, người phụ nữ lại ấn vai. Sau đó người phụ nữ nói: Ông cứ ngồi đi, tôi đứng được mà. Và tới cái bến tiếp theo, cái ông kia lại đứng dậy, thì người phụ nữ lại ấn cái vai xuống và dẫn cái câu nói: Ông cứ ngồi đi, tôi đứng được mà. Thưa quý vị, và đến cái bến thứ ba, mọi chuyện lặp lại y như cũ. Lúc này người đàn ông không chịu nổi, đành khẩn khoản nói với người phụ nữ: Này cô ơi, tôi xin cô đấy, cô làm ơn cho tôi xuống nhá. Cô đã làm tôi bị đi quá hai bến rồi đấy. Quá lịch sự. Trong một lớp học, cô giáo hỏi học sinh mang tên Khánh Toàn: Ước mơ của em sau này là gì Khánh Toàn? Khánh Toàn liền đứng dậy: Dạ thưa cô, ước mơ của em là lớn lên đẹp trai, em sẽ làm diễn viên điện ảnh hay là làm người mẫu. Thế lỡ mà em xấu xí? Dạ thưa cô, nếu mà xấu xí thì em sẽ đi làm giáo viên. Ồ. Trong lớp học, thầy giáo hỏi học sinh: Em đang viết cái gì vậy em Toàn? Dạ thưa thầy, em đang viết một bức thư cho chính mình ạ. Vậy trong bức thư nói cái gì? Dạ, ngày mai em mới biết, vì ngày mai em mới nhận được thư mà thầy. Đúng vậy. Ai ở bẩn nhất? Ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia, mở một cuộc thi xem ai ở bẩn nhất. Đề thi do ban giám khảo đưa ra đó là một cái chuồng heo, một năm không thèm dọn dẹp, bẩn miễn bàn. Thưa quý vị, ai vào cái chuồng heo đó ở được lâu nhất thì người đó chiến thắng. Đại diện của Campuchia liền thi trước. Anh chàng này ở hết ngày thứ nhất thì thúi quá, chịu không nổi bèn chạy ra ngoài. Đến lượt thí sinh của nước bạn Lào, anh này thì khá hơn. Ngày thứ nhất qua bình thường, ngày thứ hai bình thường, nhưng tới ngày thứ ba thì
ban giám khảo phải gọi xe cấp cứu đến để đưa anh này ra vì anh ta bị ngạt thở. Đến lượt thí sinh đại diện cho nước Việt Nam chúng ta. Anh này vào và chỉ 5 phút thôi. Có 5 phút thôi thì tất cả heo ở trong chuồng liền chạy ra, nhưng mà con nào con đấy nó chỉ có chạy có 3 chân thôi, còn một chân nó bịt mũi và nó kêu phụp 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 phụp, thối quá, thối quá, thối quá, thối quá. Ôi trời. Có một anh chàng tiểu phu mang tên Khánh Toàn. Một ngày nọ, anh ta làm rơi chiếc rìu của mình xuống dưới sông. Anh ta buồn quá, ngồi nhìn dòng nước xoáy thì bỗng có một vị thần hiện lên an ủi anh ta. Này, đừng buồn con ạ. À. Bây giờ ta sẽ xuống và mò lại chiếc rìu cho con. Dứt lời, vị thần liền vút một cái, biến mất. Và ngay lập tức ông ta ngoi lên từ mặt nước, tay cầm một chiếc rìu. Nhưng đó lại là một chiếc rìu bằng vàng. Đây có phải rìu của con không? Vị thần hỏi. Tiểu phu Khánh Toàn thưa. Dạ thưa thần ạ. Dạ không phải ạ. Và lập tức vị thần lại lặn xuống lần thứ hai. Lần này ông ta cầm lên một chiếc rìu, nhưng đó lại là một chiếc rìu bằng bạc. Anh tiểu phu Khánh Toàn vẫn không chịu nhận. Và tới lần thứ ba, vị thần mò lên chiếc rìu sắt, biết là của mình. Anh tiểu phu, dạ thưa thần, đây chính là rìu của con ạ. Thấy anh tiểu phu nhà nghèo mà lại thật thà, chất phác, vị thần liền nói với anh ta. Bởi vì con nghèo túng nhưng lại thật thà, ta tặng cho con cả 3 chiếc rìu. Thưa quý vị, vài năm sau, tiểu phu mang tên Khánh Toàn đi dạo cùng với bà xã của mình trên chính cái bờ sông đó. Chẳng may, cô vợ lại bị trượt chân, ngã ngay xuống nước. Tiểu phu Khánh Toàn thở phào nhìn dòng nước xoáy, định bỏ về, thì bụt hiện lên và bảo. Này con Khánh Toàn, định đi đâu đấy? Ở lại, ta sẽ mò vợ lên cho con, đừng buồn. Anh chàng tiểu phu Khánh Toàn chưa kịp mở miệng thì vị thần đã hiện lên trên mặt nước cùng với Ngọc Trinh và hỏi, đây có phải vợ con không? Tiểu phu Khánh Toàn loãng choạng, suýt ngã, tim đập thình thịch, vội lý nhí. Phải ạ. Nói dối, con nói dối, ta sẽ trừng phạt con. Trước cơn thịnh nộ hiếm thấy của vị thần, chàng tiểu phu Khánh Toàn nghẹn ngào. Thưa thần, mong thần hiểu cho. Nếu con nói mà không phải, thì người lại mang lên Ninh Dương Lan Ngọc, và tiếp tục con không nữa, thì người sẽ vớt lên vợ của con. Khi ấy con mà bảo đúng, đây chính là vợ của con, thì thần lại cho con cả 3 nàng. Thế thì con chết mất, làm sao con kham nổi. Thế thì quả thật là một sự trừng phạt quá lớn lao, thưa thần. Suýt nữa đời tôi ăn đủ. Một người bạn khoe với anh bạn của mình tấm ảnh cưới. Người bạn kia nhìn ảnh cưới xong thắc mắc. Này, sao cậu lại đứng với cả cô dâu cách xa thế? Anh bạn. Tớ đứng cách xa là để sau này có cãi nhau, hay là lý hôn lý gì thì xé cho nó dễ. Ồ, xé cho nó dễ. Chuông điện thoại của một đồn cảnh sát reo lên. Các anh ơi, đến mau, cứu tôi với. Có chuyện gì thế? Có một con mèo ở trong nhà. Xin lỗi, chúng tôi không can thiệp những cái yêu cầu vớ vẩn như vậy.
Nhưng mà tôi không phải là người. Tôi là vẹt. Vẹt đây. Vẹt, vẹt. Hả? Vẹt thì sợ mèo rồi. Có một cô gái nuôi được một con vẹt rất khôn. Con vẹt biết nói đủ chuyện. Một hôm cô gái thấy con vẹt bị bẩn quá, bèn mang nó vào nhà tắm để tắm cho nó. Nhân tiện đang bị ướt, cô gái để con vẹt đứng rũ khô cái lông, rồi cô gái tiện thể tắm cho mình luôn. Con vẹt nghiêng ngó một hồi, rồi nó cứ lải nhải: thấy hết rồi nha, thấy hết rồi nha. Cô gái bực quá, bèn xách con vẹt ra và vặt hết lông trên đầu của nó cho chừa cái tội hay nói bậy. Vài hôm sau, ông sếp của cô gái nọ lại nhà cô gái chơi. Con vẹt nghiêng ngó nhìn cái đầu hói của ông sếp một lúc, rồi nó rụt rè nói: Này ông, bộ ông cũng thấy hết rồi hả? Ông thấy hết rồi hả? Vì cứ thấy hết là cạo chọc đầu, dứt hói luôn. Trong một phiên tòa, bị cáo nguyên là một luật sư đang trả lời các câu hỏi của chánh án. Chánh án: tại sao anh giết người đàn ông đó? Dạ thưa tòa, tôi không hề giết anh ta. Hôm đó tôi về đến nhà, vừa mở cửa thì thấy hắn chạy ra và bị vấp vào tôi nên bị ngã, đầu đập xuống cầu thang. Nhưng mà kết quả giám định thì cho thấy nạn nhân bị rất nhiều vết thương xung quanh đầu cơ mà. Dạ vâng, vì khi nó ngã thì tôi đã giúp nó đứng lên, nhưng mà nó lại cứ ngã xuống, tôi lại giúp đứng lên, nó lại ngã xuống, cứ như vậy khoảng hơn 30 lần. Ông ấy đập đầu nó xuống 30 lần chứ. Thưa quý vị, có một người mắc bệnh tưởng rằng mình là con chuột. Sau rất nhiều cố gắng của các bác sĩ khoa thần kinh, cuối cùng là người này cũng đã tự nói ra được mình không phải là chuột. Lúc xuất viện, ông ta nhìn thấy một con mèo và ông ta lại bắt đầu run lẩy bẩy không chịu đi. Bác sĩ thấy vậy liền lại gần và động viên: Này anh đã biết rõ mình không phải là chuột rồi, có gì mà sợ? Dạ thưa bác sĩ, tôi biết tôi không phải là chuột rồi, nhưng mà vấn đề là cái con mèo kia liệu nó có biết điều đó hay không ấy chứ. Một anh đi ở cho một lão nhà giàu. Lão ta hẹn sau 10 năm sẽ trả tiền công cho anh ta mang về nhà mà làm ăn. Đến kỳ hạn 10 năm, lão nhà giàu muốn quỵt tiền, bèn đưa cho anh chàng một cái chăn vừa ngắn vừa nhỏ hẹp và bảo: anh phải làm sao đắp cái chăn này cho vừa người tôi thì tôi mới trả tiền công cho anh mà về. Bằng không thì một là anh về đi, hai là anh lại phải ở thêm 10 năm nữa thì tôi mới trả tiền công cho anh. Nhớ. Nói xong, lão nhà giàu nằm thẳng ra ở giữa giường. Người của lão rất là dài, cái chăn thì vừa nhỏ lại vừa ngắn, nên anh chàng người ở cứ cố đắp mãi không xong, đắp được cái đầu thì hở cái chân, đắp cái chân lại hở cái đầu. Chợt nghĩ ra một mẹo, anh ta cầm chăn đắp từ trên đầu lão đắp xuống qua cái đầu gối, rồi anh ta lấy gậy vụt tới tấp vào hai chân của lão. Lão đau quá liền rụt ngay chân lại. Thế là anh ta đã đắp vừa cái chăn vào người lão. Chuyện cười dân gian. Một người vừa tậu được con bò. Tối đi ngủ, anh ta đã nhốt chuồng bò rất là cẩn thận, rồi lại còn đặt một cái chõng tre ngay giữa lối ra vào ở cửa chuồng bò để nằm ngủ trông con bò. Ấy thế mà ban đêm kẻ trộm vẫn vào dắt mất bò của anh ta. Xót ruột quá, anh ta liền báo trình lên quan.
Dạ bẩm quan, chắc là chúng nó dắt bò chui qua cái chõng á, con nằm quan ạ. Quan nghe nói liền đập bàn. Này, con bò chứ có phải là con chó, con mèo đâu mà chui qua được cái gầm chõng của mày. Dạ bẩm quan, thế thì chúng nó dắt bò của con đi lối nào ạ? Sáng dậy cái chõng của con vẫn nằm y nguyên ở chỗ cũ, chắn cái cửa chuồng bò mà lại mất bò. Mày đúng là đồ ngốc. Mày ngủ say, chúng nó khiêng cái chõng của mày đang nằm ra một bên, sau đó nó dắt bò đi, rồi nó lại khiêng cái chõng của mày trở lại vị trí cũ, có thế mà cũng không biết. Người kia nghe xong liền vỡ lẽ ra và bẩm. Dạ bẩm quan, thế ra quan thông đồng với bọn trộm nên quan mới tỏ tường được đường đi nước bước như vậy. Bà hàng xóm nói với một người bạn. Thằng nhỏ nhà tôi mới được điểm 10 môn lịch sử. Thế dạo này thằng nhỏ nhà chị có chịu khó học hay là vẫn ham chơi? Ở trong phòng, thằng con đang học bài lịch sử. Nghe thấy vậy, liền nói liến thoáng. Ông bèn tấn công vào thành Hoa Lư. Ông bèn tấn công vào thành Hoa Lư. Bà hàng xóm nghe vậy lại nói. Ông nào tấn công vào thành Hoa Lư thế hả cháu? Dạ cháu thưa bác, ông bèn ạ. Trời ơi, bà hàng xóm nhìn bà mẹ của thằng bé, cả hai đều ôm bụng cười. Đúng là chữ và nghĩa. Chị vợ bực cả mình đấy. Ngày nào anh cũng chỉ bóp ở bên trên không à. Này em nhìn lại đi. Này tối qua anh chả bóp từ dưới bóp lên đến gì nữa, anh lại còn nắn đấy thôi. Sao bây giờ ở trên thì nó xẹp lép, còn ở dưới thì nó lại phồng to thế này. Ui, em nói nhiều quá. Nào làm đi. Bà già vợ nghe thấy vậy liền nói. Hai cái đứa này đánh răng cũng nhức hết cả đầu. Thì ra là đánh răng thôi. Trong phòng khám, bệnh nhân hỏi bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, lẽ nào phần còn lại của cuộc đời tôi phải tránh xa mọi sự cám dỗ như rượu chè, cờ bạc, gái gú ạ? Bác sĩ. Không đâu cụ ơi. Với cái độ tuổi 75 tuổi của cụ hiện nay thì chắc chắn rượu chè, cờ bạc, gái gú nó sẽ tự mà tránh xa cụ. Ngày xưa có một anh học trò nghèo rất thông minh, thuê một căn nhà trọ trong phố. Đối diện với nhà anh là một nhà bà cụ chuyên nghề quay tư. Bà cụ có một cô gái út rất nết na, thủy mị, xinh đẹp và chăm việc bếp núc. Bà cụ thường đe bọn thanh niên hàng xóm. Có già ở đây, bọn bay đừng có lén phén đến con út nhà già. Một ngày kia, lúc bà cụ đang quay tơ, cô út thì đang nấu ăn ở dưới bếp, anh học trò cầm một cái chén nhỏ xíu sang bên nhà bà cụ. Thưa bác, hôm nay cháu nấu ăn quên mua nước mắm, bác cho cháu xin một muỗng nước mắm thôi nhé. Thấy anh học trò ăn nói dễ thương, lễ phép, bà cụ dễ dãi. Được, Khánh Toàn cháu xuống dưới bếp nói con út của bà cho nhá. Anh học trò Khánh Toàn liền đi xuống bếp, giấu cái chén và tỉnh bơ nói với cô út. Cô út ơi, bác nói cô cho tôi nắm tay cô một chút. Cô út nghe xong la toáng lên. Má ơi má, má ơi, anh toàn anh kêu. Thì mày cho anh ấy một chút.
Vậy là cô Út đành đứng im cho anh Khánh Toàn nắm tay. Ba hôm sau, anh học trò Khánh Toàn lại sang. Dạ cháu thưa bác. Bác ạ, cho cháu xin một củ hành khô. Con cứ xuống bếp bảo cái Út nó cho. Anh Khánh Toàn lại xuống bếp. Cô Út ơi, bác nói cô cho tôi hôn cô một cái. Cô Út la lớn. Má ơi má, ăn toàn anh ấy đòi, đòi. Thì mày cứ cho nhé một cái. Vậy là cô Út lại đành để cho anh Khánh Toàn hôn một cái. Cứ thế, khi thì hạt tiêu, khi thì trái ớt, khi thì muỗng muối, hạt đường. Cô Út cứ đành phải cho Khánh Toàn một cái. Vậy là một thời gian sau, anh Khánh Toàn đã được ở rể nhà bà cụ. Kính thưa quý vị, kính thưa quý khán thính giả thân thương của Khánh Toàn. Và đến đây Khánh Toàn xin khép lại tuyển tập truyện cười cho đọc thế giới phiên bản video số 134. Xin được cảm ơn quý vị đã yêu thương và nghe chuyện, đặc biệt những ai mà nghe đến giờ phút này, cảm ơn nhiều lắm. Chúc quý vị, chúc người thân của quý vị thật sự hạnh phúc, vui vẻ, yêu đời, chân thành, cởi mở và thật nhiều năng lượng. Còn bây giờ, xin chào thân ái và hẹn gặp lại.